suy thử rồi. Mặn hả? Sao lọn vô câu đó rồi? Sư tử không biết chứ buồn mắt cắn quá rồi. Sư tử rồi. Đó là cách chốt nha anh em. Bữa nay đi xuồng này, đi bò đi trên bộ không dính gì hết trơn, giờ đi xuồng này, được chiếc xuồng nè. Anh em tôi với anh ba mập này tiếp tục hành trình đi câu nha, đang làm đồ để chuẩn bị xuống xuồng này, khởi hành nha anh em. Nước này cũng chảy quá, nước đục quá. Nào tới địa điểm cầu quay cho anh em xem nha. Bây giờ anh ba mập đang ra câu, chạy xe vòng một nãy giờ 2 tiếng đồng hồ mới tới chỗ. Giờ anh ba mập đang ra câu nha anh em. Chỗ này cũng nắng á, cũng chứ mưa vui, mưa không biết chạy đâu trốn. À, địa điểm sông nha, sông này là sông Chả Lưới. Lá chứ đụng ta giống mày cùng mày lá thì sông Chả Lưới đó, biết chỗ nào hướng nào đó. Câu chưa biết có cá không thì giờ xuống câu trước tính. Chào anh em cái anh ba mập. Anh em, cá này là con cút lọ cút léo vậy. Nước lưỡi luôn à. Nào lên cá quay cho anh em xem tiếp nha. Đang ăn cơm. Đứa câu đâu em? Đứa câu nhảy gì? Câu nhảy không? Quay công công sống rồi lên đây, sao tôi thui vậy? Đó. Ủa, cá đầu chúa đó. Đây. Ô, rồi. Máy gì đang xui kìa. Cá ngát lên bà. Bự không? Dạ. Cá út bự. Ôi. Vô. Út bự rồi, ok. Bấm nút đỏ gì hả? Cắt nút đỏ ra mục tiêu rồi. Nhìn nữa. Quá. Kẹp đó rồi. Mày, tôi chưa gỡ cá kìa nữa kìa. Chúng bãi anh em ơi. Ồ. Ao này câu dính cái chốt con trời. Đó, cái chốt tiếp ra. Nè đây chưa có gỡ kịp luôn nè. Nè đây còn dính lưới nữa nè, chưa gỡ kịp nữa nè. Nào lên mình gắn máy quay quay mới được ba. Cầm điện thoại quay bất tiện quá. Ngay vào ngay cửa biển rồi đó. Dính anh em ơi, cá bự ơi. Cá bự ơi, cá bự ơi, thiệt chưa? Cá bự nè. Cá bự anh em. Đó đó, chạy vòng ngoài kìa. Cái gì đây? Ô, cút trắng. To. Bật lại coi. Vô nè, khoe lên giỡn ra đây. Vô. Rồi, giỡn lên đây, bữa nay không có mắc cái nịch nữa. Cái là phần thưởng là cá bọc để đựng cá. Đó, cá bọc đựng cá nè.
đó cá nè, đó cái bọn dưới đó kìa. Rồi vô bài, vô bài anh em ơi, bữa nay câu điểm này trúng bảy cá chốt rồi. Lậm 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 tiếp nha anh em, vô bài. Chốt tiếp anh em ơi. Ồ, nhảy lên tưng 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 cái cưng không? Cái câu nhảy quá. Không uống công gian uống. Ra đây đi. Nào có cá lên quay anh em xem tiếp nha. Chắc không rồi. Sỉ. Được. Ừ, ghẹo đê đi, cái đèn đóng đằng lãi sau ngạn câu mấy em. Dính không? Có đứa hổm đi câu dính thằng kia hoàng quảng em dính con nè. Có đứa bông bây giờ mà cần ngang dưới nè. Dính cá bọc rồi anh em ơi. Từng ngày ăn dưới nè, hết mồi luôn. Còn dính cá đứa không? Ừ. Dính cá nha anh em. Đó, cường đỏ nó quạt quạt thế anh em. Anh ba mập dính cá nè. Đi này chỉ có tôi với anh ba mập hợp tác mới được thôi. Có thằng kia vô chút quá. Ừ. Dính đâu? Rồi không dính anh em ơi, cái ghĩa ngay dạo ngay cửa biển rồi đó, dính anh em ơi. Cá bự ơi, cá bự ơi, cá bự ơi, liệt dưa cá bự ơi nè. Cá bự anh em có đó, chạy vòng ngoài kìa. Cái gì đây? Ô cút trắng to 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 bật lại coi. Vô vô nè, khoe lên, giỡn khoe lên. Ừ, vô vô vô. Rồi, giỡn lên đây, bữa nay không có mắc cái nịch nè. Lên cá tiếp nữa anh em ơi. Mà anh Ba Quyện lên nha. Giờ móc không kịp luôn. Không kịp sỏi tay luôn. Tao chở mày lên rồi, vợ tao nó cầm hai cần câu mà. Dịp dưới đó em. Dính luôn rồi. Không kịp luôn mà. Trên bãi của chị ba mày cầu hai cây mà tao gỡ cá rồi móc mồi nó giật không rồi tao gỡ cá móc mồi kịp á. Toàn là gốc không à. Nên thầm cần này coi có dính gì không. Rồi, không dính nè, này. Nãy giờ mình không có giật cần ba dính nè. Cá bự cái gì đó, dèo dữ rồi. Cá bự rồi. Ô bự rồi, bự anh em ơi. Dướng bực đất. Rồi cá ngát rồi. Cá ngát rồi, cá ngát. Cá bự anh em ơi. Cái gì bự rồi. Ôi, chà già không? Ô, út trắng, bự quá. Nãy giờ hai em sai không ai cho bự rồi chưa. Em mới được có ngàn bự à. Rồi còn cá này mình chưa vô sâu nữa nè. Nhóc cái gì nè. Không kịp luôn anh em, tại là không kịp rồi, để bờ luôn rồi. Thì sáng đi quên em cái vỏ á. Cũng quên em thùng đá luôn. Cần ngang nữa anh em. Xem nó đâu. Dính luôn hay gì luôn anh em ơi. Không dính. Rồi trồng câu. Trồng dây anh em ơi. Dây. Sao mắc ngay cái khóa luôn trời. Quá. Chắc bằng dây.
nhiều móc nhiều. À, chưa giờ mình về nha anh em, đây câu kéo đây đó, anh em mình về về nha, trời cũng đang chuẩn mưa, trời tối rồi, cánh kia chiều em căng nha anh em.